vậy là đã 2 tháng phải ở nhà cách ly vì đại dịch Covid. Hôm nay là 18 tây tháng 5 2020, thứ hai. Một buổi sáng thật là bình yên. Chúng tôi vẫn ở nhà lanh hoanh đi coi những cây cảnh, các cành. Và đây là một cái cây mà rất đặc biệt trong cái khu vườn, vì lý do mùa này cây ra trái và đã có trái chín rồi, có rất nhiều trái, nhiều đến nỗi mà nó quằn luôn. Tình chúng tôi nói vui là cây ra trái nhiều thì trái sai, mà cây ra ăn, cây trồng cây ăn trái, mà trái cây không ra trái thì cũng cây sai, mà trái ra nhiều cũng là trái sai. Cho nên đôi khi là cái từ tiếng Việt mình rất là dễ thương, đổi qua đổi lại rất là dễ thương. Cây ra nhiều trái.